Hi, mình là Chiếc Chùm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nướng gà bằng nồi chiên không dầu một cách đơn giản nhất nha. Bây giờ mình chuẩn bị nguyên vật liệu ướp nha. Sả thì mình đập nát càng tốt. Rồi, quăng vô. Sau đó mình qua bước giã hành tím, tỏi, ớt, nêm xíu bột nêm, bột ngọt và xíu muối. Thêm chút mắm cho thơm. Một chút xíu sa tế và một xíu tương ớt để cho gà lên màu đẹp. Nhà ai mà có em bé thì đừng có bỏ ớt sa tế vô nha các bạn. Nhưng cà chua nhà mình thì nó ăn cay được cho nên mình cho vô. Rồi mang xe đều cho con gà nè. Gà càng đều càng tốt. Rồi mình ướp nó khoảng 20 phút. Bây giờ mình cho gà vào nướng nha. Đầu tiên là mình để nhiệt độ 170 độ trước. Nướng khoảng 20 phút sau, mở ra xịt thêm miếng dầu và tăng lên 200 độ. Nướng thêm khoảng 10 phút nữa thì lấy ra ăn thôi. Chúc các bạn thành công!